Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách đăng ký dịch vụ iStory qua đầu số miễn phí 1800 8198. Dịch vụ iStory là dịch vụ hỗ trợ nghe và tải không giới hạn truyện audio trên điện thoại di động. Và ở đây, khi đăng ký, các bạn gọi 1800 8198, ngay khi có tín hiệu kết nối, các bạn bấm nhánh 185. Phí dịch vụ là 1.000 đồng một ngày và để xác nhận đăng ký các bạn bấm phím 1 ạ. Và như vậy là đã có tin nhắn thông báo trả về, các bạn có thể mở ra kiểm tra đấy. Và đây là kèm theo cả trang web để các bạn sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ và sử dụng dịch vụ Viettel. Xin chào các bạn.